Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay mình sẽ video lại cho các bạn cái quá trình xẻ đoạn gốc của cái cây gỗ siêu nhéo, siêu cong và siêu đặc biệt này các bạn nhé. Nó trông thì chỉ tính như vậy thôi, nó bó nhụy thôi, nhưng mà các bạn hãy xem hết cái quá trình xẻ xem cái cây gỗ này sức có đẹp không và nó có xứng đáng để chúng ta bỏ tiền ra mua hay không các bạn nhé. Đây là những cái mảnh gỗ đầu tiên mình quay video cho các bạn xem xẻ cái cây gỗ, cái đoạn gốc của cái cây gỗ mà hôm mà cắt ấy, cái đoạn mà gọi là siêu méo với cả siêu cong với cả siêu khổng lồ ấy. Một tí nữa mà xẻ thêm được nữa thì mình sẽ video thêm nhé. Còn đây là những cái mảnh đầu tiên, chất gỗ cũng khá là đẹp. Các bạn ơi, xẻ càng vào bên trong thì cây gỗ càng trở nên đẹp, không giống như cái vẻ xù xì xấu xí của nó lúc mà mình quay ở cái ngoài bãi đúng không? Đó, có ai tin được là một cái cây gỗ trông bên ngoài thì sần xù đến như vậy mà sao bên trong lại xinh đẹp đến như thế đúng không? Như vậy là tốt gỗ thì hơn tốt nước sơn. Và nếu mà các bạn chỉ nhìn bề ngoài mà các bạn đánh giá một cái sự vật sự việc ấy thì nó sẽ không đúng đâu, mà các bạn phải tìm hiểu thật kỹ ở bên trong thì mới thấy được. Và bây giờ các chú ấy đang tính toán xem là đã xẻ được chiếu hay chưa các bạn nhé. Cưa thì đã cùn rồi, cái cây này chất rất là rắn thì xẻ độc 2 đến 3 mạch đã phải thay cưa rồi, có khi một mạch đã phải thay cưa luôn rồi các bạn ạ. Không đéo, không nghỉ, chiều sẽ tiếp. Đây bây giờ mình sẽ quay ra xem nó sẽ rộng, được đến bao nhiêu rồi chú nhé. Giữa này 1 mét rồi à? Một cái đấy là 1 mét đúng không? Mét mốt rồi đúng không? Làm chiếu thì được 90. Làm chiếu thì được 90 đúng không? Tại vì cây nó cong cong đúng không? Còn nếu rộng to nhất thì cũng được mét mốt rồi. Cứ lọt lòng là 90 là ngon lành rồi đúng không? 90. Đây, hai chú thợ đang căn ke xem là sẽ xẻ như thế nào các bạn nhé. Sẽ tính toán chiếu như thế nào các bạn nhé.
phải sạt bớt cái phần nó phình ra như thế kia thì mới vừa cưa được các bạn ạ. Nếu không thì nó không vừa được. Các bạn ơi, đầu giờ chiều mình không có mặt để có thể quay cho các bạn xem cái phần mà mọi người mở cái mạch cưa để ra được cái tấm chiếu này các bạn nhé. Đây, thì đây còn được một tấm nữa này các bạn này, để mình quay cho các bạn xem này. Đây, wow, cái này hình như nó chưa đến ruột thì phải đúng không? Wow, rộng quá. Rộng lắm luôn đấy các bạn ạ. Cái này đã xẻ ra rồi này các bạn này. Đó thì là chắc chắn là được hai tấm chiếu rồi. Tấm này thì chắc là phải rộng hơn 1 mét. Còn cái tấm kia thì như lúc buổi sáng mọi người thảo luận là khi rong ra sẽ được một cái tấm 90 phân. Cái tấm to to đằng sau này là rộng bao nhiêu? 1 mét hả? Còn cái tấm đang rong này là sẽ được lòng 90 đúng không? Dày mấy phân hả chú? 15 phân. Dày 15 phân và dài bao nhiêu chú nhỉ? Dài 29. À, có khách mua chưa hả chú? À, có khách đặt rồi à? Tưởng là khách chưa đặt để quảng cáo lên trên mạng, ai mua thì sẽ vào để mua. À, hóa ra là đã có khách đặt rồi các bạn, có khách đặt rồi. Sản phẩm này đã có khách đặt rồi các bạn nhé. Khách nào mà đặt được cái đôi chiếu này thì mình phải nói là các bạn không phải chê về chất lượng nữa rồi, không phải chê về chất gỗ nữa rồi, vì gỗ tôm rất là mịn, rất là đẹp luôn. Không biết là mình đang nói chi với cái máy rửa cưa, giọng của mình có to vào cái máy rửa cưa kia không nữa, các bạn có nghe rõ giọng của mình không nữa. Đây, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đây phần này, chốc nữa mình sẽ quay tiếp cái tấm chiếu thứ hai cho các bạn xem. Đây các bạn ơi, tấm chiếu thứ hai đã được du lên đây rồi để chuẩn bị Giang. Giang quay video rồi. Không cần giấy, chốc nữa lấy được, không nào đưa cháu được. Đây, còn cái tấm thứ nhất đã rong ra rất là đẹp ở kia rồi các bạn nhé. Cái này là được 95. À, được tận 95 luôn các bạn ạ. Dự kiến là 90 nhưng khi rong thì được 95 luôn các bạn. Tấm kia là dự kiến 1m05. Ừ. Đây. Ui đây, cái cây này ruột nó đi đâu mất đi nhỉ? Xẻ đến tận chiếu rồi chả thấy ruột đâu à? Đây. Đi xẻ gần hết cây thì chưa thấy ruột các bạn ạ. Đây mặt này rất là đẹp luôn. Chốc nữa rong xong mình lại quay tiếp nhá. Mình không quay nữa mọi người, mà mình chém gió ghê quá cơ. Hay là mấy ngày hôm nay trời mưa thế. Hóa ra Vân chém nhiều quá. Ông đang ơi, 10 năm sau ông đang mở video, ông đang quay lại, ông đang xem nhá. Ông đang luôn luôn có ở trên YouTube nhá, luôn luôn có ở trên TV nhá. Cháu nghĩ là khi mà cháu làm YouTube như này, mọi người phải cảm ơn cháu vì mọi người được ghi lại cái tuổi thanh xuân của mọi người khi mà... Giờ cháu cứ gọi là thanh xuân đấy, mình còn đi làm được mình là thanh xuân. Bao giờ mình không còn đi làm được mình gọi là mình không thanh xuân chứ đúng không? Thế mà bây giờ mình cứ lúc nào mà mình mở lại camera là mình lại nhìn thấy hình ảnh của mình không? Bật đèn. Sau rồi đến lúc các cháu nó mở video ra nó bảo ui, ngày xưa ông mình khỏe thế. Ông mình gọi là cái cây gỗ to bằng con trâu vẫn vật được.
Vui nhỉ. Chuẩn bị dăm xong hai tấm chiếu các bạn ạ. Khách hàng sẽ chở một nửa cây gỗ về trước, còn một nửa cây sẽ để chẻ tiếp. Các bạn ơi, phần cuối của video, mình video lại cho các bạn xem cái quang cảnh mọi người chuyển những tấm gỗ cuối cùng của cái cây gỗ siêu méo, siêu khổng lồ, cái đoạn gốc và siêu cong. Thì như các bạn có thể thấy, toàn bộ cái video chúng ta nhìn thấy chất gỗ của cây rất là đẹp, rất là mịn màng, ruột cũng khá là im. Như vậy là kết luận một câu rằng chúng ta không thể nào mà đánh giá một cái sự vật, sự việc gì chỉ qua cái bề nhìn ngoài đầu tiên, cái bề nhìn đầu tiên, đúng không? Cây gỗ trông xù xì, xấu xí đến như vậy. Thế nhưng khi xẻ ra, cái chất gỗ lại rất là đẹp, và những cái lượng gỗ mà chúng ta xẻ ra lại được rất là nhiều, và khá là thành công, đúng không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để nhận thêm những cái video mà mình quay tiếp theo nữa, về rất là nhiều những cái loại mặt hàng khác nhau nữa ở trên kênh các bạn nhé. Chào tạm biệt các bạn.